bác sĩ Trương Quốc Thái cùng Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ luôn cập nhật các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mới nhất nhằm giúp bạn thay đổi thành phiên bản đẹp nhất và hoàn hảo nhất một cách nhẹ nhàng với thời gian nghỉ dưỡng ít nhất. Luna cũng đã từng rất tự từ ti về nhan sắc của bản thân, nhưng may mắn được bác sĩ Trương Quốc Thái, giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ thay đổi để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của mình hiện tại. Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ đã giúp hàng ngàn phụ nữ trong và ngoài nước, cũng như các celeb hàng đầu Việt Nam lột xác ngoạn mục để trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn và thành công hơn. Bệnh viện Việt Mỹ cũng luôn trang bị các công nghệ hiện đại của thế giới để có thể áp dụng các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật tiên tiến nhất hiện nay. Bác sĩ Trương Quốc Thái cũng là người đã áp dụng phương pháp nâng ngực nội soi tại Việt Nam năm 2007, từ đó giúp việc nâng ngực trở nên nhẹ nhàng, không sinh đau như các phương pháp nâng ngực mổ hở trước đây. Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ biến ước mơ thành hiện thực